Ngày 16 tháng 9, quân đội Ukraine đã công bố một đoạn video tuyên bố đã giành lại một ngôi làng ở phía nam thành phố Bakhmut. Ukraine cho biết phía Nga đã hứng chịu thiệt hại lớn về nhân lực và thiết bị. Tuy nhiên, Moscow vẫn chưa đưa ra bình luận nào về tuyên bố từ phía Kiev. Hãng tin Reuters cho biết vẫn chưa thể xác minh độc lập, địa điểm và thời gian trong đoạn video. Tuy nhiên, quân đội Ukraine nói rằng video ghi lại cảnh binh lính của họ tiến công ở làng Andriivka thuộc vùng Donetsk, phía nam thành phố Bakhmut. Kiev cho biết việc giành lại ngôi làng này là một bước đột phá ở cánh phải Bakhmut và đóng góp vào sự thành công của chiến dịch phản công. Theo các chuyên gia, làng Andriivka nằm ở địa hình cao, có thể cho phép pháo binh Ukraine hoạt động dễ dàng hơn trong khu vực. Đến nay, chiến dịch phản công của Ukraine đã diễn ra được khoảng 3 tháng. Kiev ghi nhận những bước tiến chậm rãi, chiếm lại nhiều ngôi làng nhưng chưa thể giành lại được những địa điểm lớn. Giới chức một số nước phương Tây cho rằng chiến dịch phản công của Ukraine đang diễn ra quá chậm và bị cản trở do lỗi chiến thuật. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ những chỉ trích này.